tướng phụ nữ độc lập mạnh mẽ tài lộc song toàn trước là chiến tướng thương trường sau là vượng phu ích tử theo nhân tướng học cuộc đời của một người ít nhiều được thể hiện qua đặc điểm ngoại hình những đặc điểm tuy nhỏ bé nhưng tiết lộ rất nhiều về số mệnh của một người kể cả khi chưa có kinh nghiệm khi nhìn vào một người chúng ta cũng có thể nhận xét được đôi điều về ngoại hình xấu hay đẹp phúc hậu hay độc ác đó chính là khí chất từ nội tâm tỏa ra hình tướng bên ngoài tướng tùy tâm sinh là câu nói ý chỉ sự tôi luyện học hỏi trau dồi của một người có thể tạo ra khác biệt trong nhân tướng chẳng hạn như mẫu người phụ nữ độc lập mạnh mẽ họ nắm trong tay sự nghiệp vững chắc tài vận dồi dào thì có thể nhìn ngay vào những đặc điểm này để nhận biết một mũi cao thẳng cân đối với khuôn mặt. Theo nhân tướng học, không phải cứ mũi cao thẳng là tốt. Bởi mũi cao thẳng, phải cân đối với khung xương mặt, hài hòa với ngũ quan thì mới thuận. Mũi cao thẳng, cánh mũi đầy đặn, nở rộng được xem là tướng tốt. Người sở hữu tướng mũi này, thường có quyền thế trong xã hội, đạt được nhiều thành công rực rỡ. Điều đó nhờ chính tài năng và khả năng phát triển của bản thân. Ngoài ra, người sở hữu tướng mũi này cũng nhận được sự ưu ái và giúp đỡ từ quý nhân. Cùng với chí tiến thủ của mình, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và được hưởng cuộc sống giàu có, hạnh phúc. 2. Cầm tròn, đầy đặn và không bị bè. Người phụ nữ sở hữu cầm đầy vừa phải, không bị bè to, cũng là một trong những tiêu chuẩn của tướng vượng phu ích tử là người có năng lực quán xuyến mọi việc, nhanh nhẹn trong việc nắm bắt vấn đề. Người có cầm đầy đặn, hài hòa với gương mặt, càng về già càng có phúc khí. Tướng phụ nữ có cầm đầy đặn, không chỉ đạo uy lực với bạn đời. Họ sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích, phù hợp với đường lối phát triển của cả hai vợ chồng. Bên cạnh đó, họ cũng là mẫu người biết chăm lo, dạy dỗ con cái đúng cách. 3. Lông mày thanh tú. Lông mày lá liễu là dáng lông mày thanh tú, đậm nét, cong dài. Tuy nhiên, dáng lông mày này cũng cần phù hợp với ngũ quan trên mặt để tạo nét hài hòa. Lông mày không nên kéo dài quá thái dương, hoặc đầu lông mày chạm vào ấn đường. 4. Ngón tay thon dài. Theo nhân tướng học, phụ nữ có ngón tay thon, dài là những người có thể mang lại vận may bởi họ là những người tự lập, ý chí kiên cường, biết tự xoay sở trong cuộc sống mà không dựa dẫm vào người khác. Bên cạnh đó, họ cũng không ngừng hoàn thiện bản thân và biết cách kiếm tiền từ năng lực của chính mình. Bởi vậy, khi kết duyên với người phụ nữ như vậy, cuộc sống gia đình sẽ luôn được chu toàn, con cái cũng được nuôi dạy thành đạt. 5. Xương gò má cao ra, cân đối với tam đình tướng học Á Đông xét diện khuôn mặt thành ba phần là thượng đình, trung đình và hạ đình. Thượng đình là từ chân tóc đến khoảng giữa hai đầu lông mày, bộ vị quan trọng nhất là trán. Trung đình từ khoảng giữa hai đầu lông mày đến dưới hai cánh mũi, bộ vị quan trọng của trung đình là mũi, đôi mắt, lưỡng quyền hay còn gọi là gò má, hai tai và hai lông mày, phối hợp với tướng mũi cao vừa cánh mũi dày là gò má cao vừa phải. Gò má cao nhưng không nhô ra, không cao quá sống mũi. Phụ nữ có gò má như vậy, cho thấy là người có tính cách ngoan cường, có lập trường. Họ cũng không dễ bị khuất phục trước nghịch cảnh. Đặc biệt, họ là kiểu người biết đi lên bằng thực lực. Họ không ưa lời xu nịnh, mà thích đấu nhau bằng năng lực thực sự. Không chỉ giỏi kìm tiền, tư duy nhanh nhạy. Người sở hữu tướng gò má như vậy, còn tận dụng triệt để tài năng trong công việc, là bước đệm cho sự nghiệp lâu dài. Mẫu người này, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống của họ không lúc nào rời xa tôn chỉ của bản thân. 6. Hàm răng đều, đẹp, khóe miệng hướng lên trên. Nhưng tướng học còn chỉ ra rằng, phụ nữ có hàm răng đều, kết hợp với khóe miệng hướng lên trên là biểu hiện của sự phú quý, thịnh vượng. Nếu ngay từ nhỏ, hàm răng đã đều đẹp, trắng như sứ chứng tỏ có xuất thân cao quý. Ngoài ra, phụ nữ có hàm răng đều đẹp được cho là có khả năng ngoại giao khéo léo, biết đối nhân xử thế. Khả năng ngoại giao xã hội phong phú là đòn bẩy giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Những người có tướng như này rất năng động và giỏi việc xã hội. Điều này cũng ít nhiều tạo áp lực lên người bạn đời. Cho nên, đối tượng yêu đương và kết hôn phải là những người thực sự giỏi giang, luôn mang đến cho họ cảm giác nể phục, mới mẻ thì cuộc hôn nhân sẽ được bền vững. 7. Mắt sáng, tròng mắt đen trắng rõ ràng. Ngoài những đặc điểm trên, phụ nữ có tướng mắt sáng, nhanh nhẹn, tròng đen trắng rõ ràng là tướng thể hiện người thông minh bất kể làm gì họ cũng tư duy thấu đáo và thể hiện năng lực bản thân lộ trình công danh thăng tiến không ngừng thậm chí họ còn đạt được chức vụ cao trong điều hành và quản lý càng về trung vận sự nghiệp lẫn cuộc đời của họ đều thêm phần sung túc tài vận cũng hanh thông muôn phần